3, 2, 1, bắt đầu. Thế có nhà không? Không, giới thiệu đi. Xin chào các bạn đã đến với kênh Cu Vòng TV. Rồi, quẩy khá bạn nhé. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì trước mắt các bác đây là ba cái mẫu đèn LED hiện tại bên em đang phân phối với số lượng rất nhiều trên thị trường các bác nhé. Cái quả bên tay phải em đây, cái quả bé bé này. Quả này là quả đèn LED cảm ứng theo nhạc và có điều khiển từ xa các bác nhé. Đấy, đây là cái điều khiển từ xa của nó này. Quả này thì năm ngoái em đã bán với số lượng cực kỳ nhiều rồi. Đấy, năm nay thì nó có một vài cái cải tiến hơn là so với năm ngoái. Hình ảnh sắc nét đẹp hơn một chút. Đấy, còn về cơ bản thì thiết kế cũng như là cái khiển so với cả năm ngoái thì gần như nó giống nhau y hệt các bác nhé. Đấy, thì cái quả này thì như ở đầu clip em đã giới thiệu và em đã test cho các bác ấy. Đấy, thì con này thì nó có điều khiển từ xa và có rất nhiều các chế độ. Đây, chế độ Music 1, Music 2, Music 3, chế độ nháy flash. Đấy, chế độ A1 đến A7 nhé. Đấy, nhanh chậm được hết các bác nhé. Đấy, con này thì hiện tại bên em đang bán là 180.000 và bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Các bác nhận hàng cứ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, giờ em sẽ cắm trực tiếp em test lại cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Đây. Đấy, các bác thấy ạ. Đấy, em đang để điện sáng nhé. Đấy. Đấy, điều khiển từ xa này. Đấy, nháy rất nhiều chế độ khác nhau. Đấy, chế độ nháy flash này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, rất chi là đẹp các bác nhé. Đấy, quà này thì là 180.000 và em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy. Rồi, tiếp theo đây là cái quả laser. Đấy, quả laser thì hiện tại em đang để nó nháy đây. Laser này là laser 3 trong 1 nhé. Đấy, hai mắt laser, một đỏ một xanh và một đèn led 3 tông màu. Đấy, coi là RGB, một đèn led 3 tông màu RGB luôn. Đấy là hiện tại em đang để điện sáng đây mà cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy, con này thì hôm bữa này em đã giới thiệu đến toàn thể các bác rồi, thì hôm nay trong cái clip này em sẽ tri ân đặc biệt đến toàn thể các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi nhé.
Đấy, hôm trước thì em bán là 500 ngàn và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, nhưng mà hôm nay ở trong clip này em xin phép tri ân đến thầy các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 450 ngàn. Đấy, được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, giao hàng đến tận nhà các bác nhé. Đây là cái khiển của nó này. Con này thì nó có tích điện nhé. Trong trong máy nó sẽ có hai cell pin,